hiện ra trong ánh vinh quang, để bảo ban con cái dương trần, muôn người bốn phương đến đây bên mẹ kêu cầu. Nguyện mẹ dụ thương đoái trông ai người khổ sầu. Lời mẹ năm xưa thiết tha mời gọi đoàn con về nguồn yêu thương, nương bóng bên mẹ yêu dấu. Mẹ là suối thiêng tình yêu, ai người khát khao về đây. Tình mẹ nhân ai là bên đợi của đoàn hành hương. Nhân ai là bên đợi của đoàn hành hương.